Ok, Lo xin chào mọi người. Ok, chị nói đùa thôi chị. Hiện tại là mình đang bị mắc kẹt ở một cái cống của cái con này này. Hiện tại mình đang mắc kẹt, mình phải kiếm được đủ sao để mình chiến thắng cái trò này. Cái tiếng gì vậy? Ghê vãi nồi. Quay mà. Rồi mẹ ơi, nguyên cái con ma nữ xuất hiện trước mặt mình. Nó còn dở hơi, con khắm. Nghe nói là nó chưa tắm đâu nha mọi người. Nghe nói nó chưa tắm đâu. Ô mình có thể... Oh my god, cứ như mình vào đấy mình chịu hồ ra được nó à? Chết cha rồi, chết cha rồi. Ăn 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 ăn. Ủa sao mình ngu các bạn ơi, mình chết rồi. Chết rồi, con sói khang nó chết rồi. Có một cái bong bóng gì này. Cái này chỉ có ba mạng thôi. Chết ba mạng rồi. Nó kẹt ô thấy sao rồi, nhưng mà trước khi lấy sao đi kiểm tra. Đây nhà mình khi cái mình con rồng nó chết đó mọi người. Anh em cũng biết cái nhạc này rồi đúng không? Không có ai cả. Một sao đấy. Cũng nhanh nhỉ. Tôi sợ khiếp ra. Mãi nồi con gì á? Trời mẹ ơi sợ phát khiếp ra. Cái map Trung Quốc nha mọi người. Chắc chắn đây này mình có ma Trung Quốc rồi, có cái bình này. Có thêm hai cái thuốc ngon. Ngon chưa rim. Có thêm một viên thuốc. Ok, được chạy nhanh thì ngon. Ở đây đéo có ai cả. Có gì? Lại một viên thuốc nữa. Nó cũng thấy rồi mà. Cầm đuốc cho nó sáng đây. Được cái này rồi. Wow, trong này nhiều đồ luôn. Wow, ngon chơi nhím nhỉ. Lại cái ngấm này. Ăn cái này mình được phát sáng luôn mọi người. Kinh. À có sư nhà mày. Còn nữa là gì? Chết rồi một đứa. Chết rồi. Mình mà chết ba mạng là thôi ấy. Thôi coi như mình bị mắc kẹt ở đây mà. Bệnh viện luôn trong này. Tôi phải đi sát mép tường. Có ai không? Chứ có ai luôn. Này. Ôi trời ơi. Sư nhà mày tắt điện một cái sợ. Thêm một đứa thằng kia nó chết rồi. Nghe con sư nó chết rồi nha, chết mất đồ luôn, chết rồi. Giờ sao đây? Yeah! Soi khang nó giờ luôn rồi. Nhưng mà kia nó trả thù sao ấy.
Báo thù mình từ hôm trước mọi người. Trước có một mát có con ma đấy. Đừng hướng thằng này. Má tôi sợ nhất là khi tôi đi mà có kịch. Hai con mắt luôn à? Đi đi đi. Kiểm tra có ai không? Ok, không có ai cả. Chết đứng cụt rồi. Ngu, ngu. Ăn một tiếng ăn mì đi. Bạn ơi, bạn ơi. Chết rồi, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi, chạy 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 chạy. Chết, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Chết chết chết, nó thấy mình rồi. Con chạy lại nữa làm gì? Đố mày chui được đây vào. Đố mày chui được đây vào, đố mày chui vào đây nào. À, mày làm sao, làm sao. Con khắm. Bựa. Game Gầy. Gầy thật đấy. Hay thật luôn năm mấy ba. over. Món chơi này là bị cần mắt đấy, gầy. Rồi. Sao không để cái này? Xem thiết kế để cái này chúng ta nào. Chứ mùa này thì sao chơi chính diện được? Hiện tại là F5 mình bấm không được này. Em là mình không đổi cam được đây. Các bạn nhìn này. Đấy, nó không đổi được. Và mình phải chỉnh cái kia thì mình đổi được. Ok, video này cũng là dài. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Thì video này là like share ủng hộ cho mình. Cũng như thế là nút chuông để nhận thông báo nhé. Okay, bye bye.